ý muốn ông Park, Quang Hải có thể không tham dự AFF Cup 2022. Hull FC có quyền từ chối trả quân cho đội tuyển Việt Nam do AFF Cup 2022 dù huấn luyện viên Park Hang-seo có mong muốn triệu tập anh hay không. Đây là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra do AFF Cup không thuộc hệ thống FIFA Days. Vì lý do này, đội tuyển Thái Lan cũng đang đối diện với khả năng không có sự phục vụ của tiền vệ Chanathip Song Krasing đang thi đấu ở G-League Nhật Bản. Ngôi sao số 1 Đông Nam Á vừa tuyên bố không tham dự AFF Cup 2022 để có thời gian nghỉ ngơi. Trường hợp Quang Hải, anh gần như chắc chắn sẽ có mặt ở đợt tập trung ngày 17 tháng 9 với đội tuyển Việt Nam để đá cúp giao hữu quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Giải đấu thuộc hệ thống FIFA Days, với nguồn tin thân cận của Quang Hải chia sẻ, nếu được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam, anh sẽ tuân thủ. Tuy nhiên, AFF Cup 2022 là câu chuyện khác. Do không thuộc FIFA Days, Hull FC hoàn toàn có quyền từ chối trả người. Giải vô địch Đông Nam Á diễn ra vào cuối tháng 12 2022 đến tháng 1 năm 2023. Thời điểm này, Hull FC đang bước vào giai đoạn quan trọng và League 2 vẫn diễn ra. Nếu trở về Việt Nam dự AFF Cup 2022, Quang Hải có thể bỏ lỡ 5 trận đấu của Hull FC. Trong khi đó, anh đang có cơ hội để tiếp tục được trao vị trí ở đội bóng. Đây là vấn đề Quang Hải buộc phải cân nhắc. Tin thân cận của Quang Hải cho biết, thiếu Quang Hải là tổn thất với đội tuyển Việt Nam có thể ảnh hưởng tới quyết tâm đoạt lại ngôi vị vô địch từ tay Thái Lan của huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhà cầm quân Hàn Quốc chắc chắn sẽ phải có kế hoạch cho khả năng này, cũng như nghĩ cách để đưa Quang Hải trở về nước.